Với tỷ lệ đa số trên 60%, các đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày 17 tháng 11 không đồng ý chuyển việc cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, cũng như cho rằng không cần thiết phải xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều cư dân mạng hoan nghênh việc gạt đi hai chủ trương bị coi là phục vụ lợi ích cho ngành công an. Báo Nhà nước nói, gần 67% đại biểu Quốc hội chọn phương án không chuyển chức năng quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Gần 61% chọn phương án chưa cần thiết phải ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong số những người cho rằng đây là tín hiệu tốt, có ông Nguyễn Hữu Vinh, một cựu thiếu tá an ninh Việt Nam. Người cũng được biết đến là blogger Anh Ba Sàm, từng bị bỏ tù vì các bài viết về dân chủ tự do chính trị, đề xuất rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cần điều chỉnh cơ cấu của Bộ Công an, tách và tinh giản bộ phận an ninh, chuyển thành một tổng cục trực thuộc chính phủ, cũng như cải tổ công tác đào tạo cán bộ chiến sĩ công an.